chị ạ? Chị đang muốn tìm mua laptop gaming cao cấp nhá, tiền không vấn đề. Wow, cao cấp không vấn đề về tiền đâu. Thế thì chị đang hướng tới mẫu nào rồi nhỉ? Nghĩ đến gaming là chị phải nghĩ ngay đến MacBook. Đấy, MacBook là có màn hình IPS này, xong rồi có nhôm nguyên khối này, chắc chắn là tản nhiệt rất là tốt luôn. Xong ôi cái thanh touchpad của nó rộng ơi là rộng, chắc chắn là kiểu di chuột vẩy và các thứ ok đúng không? Em ơi. Dạ. Tóm lại là còn hàng không? Nhưng mà nếu mà chị mua laptop gaming ấy, thì em khuyên là chị không nên mua MacBook chị ạ. MacBook không chơi tốt đâu. Chị nên mua mấy cái mẫu kiểu ROG G14 hoặc là Legion 5 Pro chị ạ. Dạ thế? Không, chị không quan tâm đâu. Nói chung là MacBook với chị là is the best rồi. Tóm lại là còn hàng không để chị mua? Rồi, được rồi. Chiều kia thì chị ra kia để em lựa chọn MacBook cho chị nhá. Ok. Tốt à? Đấy, như thế chứ. Đi. Alo ạ. Em ơi, chị mua MacBook vì chơi game ấy, sao mà lag thế hả em? Nhưng mà em bảo rồi mà, MacBook đâu để chơi game đó chị. Không để chơi game thì em phải tư vấn cho chị ôn khác chứ. Em là nhân viên của gì ấy, em làm ăn của gì ấy, gửi mãi. Kìa bà chị, tư vấn đến thế rồi cơ mà. Rồi đấy. Nhưng em bảo, em nó mới vào kỳ 2 ấy, mà nó học công nghệ thông tin nên là bây giờ cần nhiều cái ngành học, cần máy tính quá. Em nó đang định vay vợ chồng mình 40 triệu để build PC ở Hacom ấy. Mượn cái gì mà mượn, không cho mượn. Sao thế, có 40 triệu anh không cho vay thì thôi, cái gì mà anh phải quát em lên như thế. Đến bây giờ mà vẫn cứ gọi em của em, vẫn chẳng em của anh. Người nhà của nhau cả, 40 triệu cho thẳng luôn, không phải mượn. Ôi, anh cho luôn á, nhưng mà thực ra em định giúp em nó khoảng một nửa thôi ấy, bởi vì gần Tết rồi mà nhà có mỗi mình anh đi làm. Thôi đồng chí đừng nói nhiều nữa, không thấy mỗi sáng ăn mì hào hảo à? Cho thẳng luôn, không phải vấn đề gì hết. Anh mong có tiền đấy. Thế đạo em chuyển tiền cho em nó nhá. Không được chuyển tiền. Sao đấy, anh lật mặt à? Em vừa bảo là cho em nó luôn 40 triệu mà. Bây giờ chuyển tiền cho nó nhá, phải đi rút tiền này, sau đó phải đi tìm hiểu này, sau đó tự đi build PC này. Anh biết PC ở đây mà không nhớ anh. Đẹo nhá, anh tía ra Hacom cầm 4 triệu build bộ PC i5 RTX 3060 cả màn hình luôn. Chả vấn đề gì cả. Cả màn hình luôn á? Tặng luôn cả màn hình luôn, thêm 5 triệu chả vấn đề. Vâng, thế cảm ơn anh quá. Thế tí lát anh chở em nó ra Hacom nhá. Tí ra nhưng mà thẻ cho xin thẻ với. Suốt ngày chơi game thôi. Con đang hết bỉm bây giờ đi mua bỉm với nó đi. Hết kệ nó, mà anh làm gì có tiền. Nhưng mà em hết tiền mặt rồi. Thế thôi này, đưa cho cái thẻ ra mua bỉm cho con đi. Mua mỗi cái bỉm rồi đấy nhá. Nhớ cần nha. Hello anh. Ôi, hôm nay anh đi mua hàng không đem vợ theo à? Không dẫn vợ à? Dẫn theo con vợ phiền lắm. Nên là anh đi một mình chút xịn. À ok. Mà hôm nay anh đến để mua bỉm. Bọn em Hacom bán máy tính mà bán bỉm đâu. Bỉm tặng kèm tay cầm với cả cái máy lọc không khí. Cái loại bỉm mà có giải thưởng 20 triệu hả anh? Chuẩn luôn. Tiếc quá, bọn em hết mất hàng rồi. Mỗi hai loại có mỗi loại 10 triệu thôi. Hết hả? Em có mỗi hai loại thôi, một loại trắng một loại đen, mỗi cái 10 triệu. Cái loại trắng với loại đen tên là gì? Đấy là loại có router Plus Speed 4 với cả X hộp anh ạ. X hộp với cả Plus Speed 4. Vâng đúng anh. Cho anh cả hai. Ôi trời quá hợp lý. Đấy. Có thể anh có tiền. Mua mỗi cái bỉm thôi đấy nhá. Đi thôi anh ạ. Đi luôn. Kìa, biết ngay mà bảo đi mua bỉm cho con mà mua cái gì đấy? Rồi ạ, bảo đi mua bỉm cho con cơ mà, đi mua cái gì đây? Rồi ơi. Chào chị ạ. Chị đang muốn mua một bộ PC rất là khủng để chơi game, em tư vấn cho chị nhá. Vâng, chị vào ghế ngồi ạ. Đấy, em tư vấn cho chị một vài cấu hình thôi này. Nói chung là yêu cầu là chơi game mà phải khủng lắm. Chơi game khủng à? Thế bây giờ bọn em có cấu hình siêu cao cấp limited này. Đó, chị thấy thế nào? 50 triệu luôn. 50 triệu. Vâng. 50 triệu thế á? Chị nhiều tiền mà. Thế thì cấu hình này sẽ là 120 triệu sao? Thôi em cứ dẫn chị đi tham quan đi, chị muốn xem từng linh kiện của cái bộ PC này không? Rồi ok rồi, để em chiều chị. Mời chị sang bên kia. Đấy, chị để một cái vỏ cây màu hồng đúng không? Đó, trong này sẽ có một cấu hình đó chính là CPU i9 9900K. Cặp màn hình thì là 1650 Super. Đó, để cho chị có thể nhìn dễ đẹp không? Ôi nước đẹp nhỉ? Thế bộ này bao nhiêu tiền đấy? Bộ này rơi vào khoảng tầm 50 mấy triệu rồi đấy chị ạ. Thế à? Vâng, đúng rồi ạ. Cũng đẹp đấy nhưng mà thôi để chị tham khảo cả những bộ khác nữa. Ok. A few moments later. One eternity later. Ôi, xin đấy, xin đấy. Thế có tư vấn không? Đây rồi, nào, đi tư vấn khác. Ôi trời ơi. Đây. Nắng nữa. Màu xấu này, không? Chịu vậy. Later that same evening. Úi dồi ôi, em thề với chị là em đã lục hết cả cái showroom mà cho chị đấy. Em cho hết cho chị xem tất cả những thứ đấy, chị đã thấy được cái nào ngon chưa? Chị đã thấy ổn chưa? chung là cũng cảm ơn em tư vấn rất là nhiệt tình. Nhưng mà chị nghĩ là hôm nay chị kiểu chị tham khảo tí thôi, còn hôm khác chị quay lại nhá. Cảm ơn em nhá, cảm ơn em nhá. Kìa bà chị, sao lại như thế rồi? Người đời điêu ngoa gian dối, ngựa thèm phủ phim xa hoa, có chăng chỉ là mơ thôi. Em chị ạ, quay cho chị coi con mặt phím Steel 03 kia với. À, đây con mặt phím Galax rồi. Đây. Chiếc mặt phím này là 900.000 chị ạ. Đấy nhá, thôi, tôi còn phải trả lại nữa nha, mong mong thôi. Từ từ bà chị. Từ 500 thôi mà. Bàn phím 900 nữa à? À, chị đưa thiếu à? Chị quên mất á. Ảo cho á. Để đưa nốt 500 nữa ạ. Đây, thối chị lại 100 nhá. Ơ, con chuột này có 200 rồi à? À, vâng đúng ạ. Đây, cho chị lấy luôn con chuột này nhá. Đây, này, cho chị lấy luôn con chuột này. Chuột 200 mà sao chị đưa em 100 này? Con chuột này 200 đúng không? Cái bàn phím này bao nhiêu? 900. Thế tổng là bao nhiêu? Em đang cầm 1.400.000. Ừ, thế đúng rồi gì nữa. Ảo thật đấy. Sao làm ăn tập trung mình đấy. À, vâng, em cảm ơn chị nhé. Thế nhá, chị cảm ơn. Cảm ơn chị đã mua hàng ạ. 1.400.000.